Chào mọi người trở lại với channel của mình Mình là Ryan Lê Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ấp lực chiến song song với việc chúng ta đào đào thép ma kiếm tiền Thì các bạn sẽ cần làm những gì để ấp lực chiến Để các bạn càng lên cao ấy Các bạn sẽ dễ đào khoáng hơn Cũng như khó bị chết hơn nha Thì hôm nay mình sẽ vào vấn đề chính luôn Thì cái video trước mình hướng dẫn anh em chọn lát rồi đồ mở đồng túi thì khá nhiều anh em ấy à, nhắn tin cảm ơn mình khá nhiều tại vì giải quyết được cái sự bức xúc của anh em ấy là cái việc túi ấy, ở đây nó bị tràn ấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cách ấp lực chiến thì sẽ có nhiều bạn không rõ thì các bạn thấy không mình lên cao mình đào này một lần đào của mình bạn nhìn kỹ này là tầm 100 mấy tới 200 thép bạn thấy không 167 tới tầm 200 thép ma nó khá là ngon hơn cái việc các bạn có level thấp các bạn cứ đào tầm 50 nhưng mà lại bị nhiều anh em KS bính lộn khá là nhiều thì bây giờ mình chỉ các bạn úp lực chiến để các bạn càng lên cao ấy các bạn sẽ dễ đào thép hơn cũng như cái việc mà bị KS ít đi thì khi khi trước các bạn úp lực chiến thì sẽ có những cái mục như sau thì đầu tiên không cần phải nói nhiều các bạn cũng đã biết là về đồ này thì đồ mình khuyên khuyên các bạn ấy các bạn nên đúp lực chiến ấy các bạn nên xài cái đồ đồ xanh, đồ xanh mà lên 4 trước ấy, các bạn cộng 5 cho mình là cây vũ khí giả sử như mình Nói, nói thẳng luôn nha. Giả sử như cây vũ khí này các bạn xài kiếm, các bạn ép lên 4 cho mình nha, các bạn ép cây kiếm lên 4 cho mình hãy cộng 5 nha, thì nó sẽ tốn uh, tiết kiệm hơn. Rồi xong rồi các bạn đủ xích xanh cộng cộng 5 rồi các bạn hãy bắt đầu farm bạn farm cái vũ khí hiếm này thì mình đang farm này anh em cái mình mình uh, lên hai đời thì mình đợi lên 4 này mình mới cường hóa tiếp luôn đây này bạn thấy không C Đến 4 cường hóa này nó tốn hơi bị nhiều luôn ấy nha thì mình chế được rồi này đây mình dư rồi bây giờ mình kiếm phải đồng hiếm thôi hoặc là các bạn bắt đầu lên cái áo nha cái áo các bạn lên này các bạn bắt đầu lên cái áo thì cái áo mình uh, áo một rồi này thì nó giảm đâm rít đây mình phải xài cái áo tăng đam chứ ta đúng không tăng đam x-tech chứ nha thì mình xài cái áo này cái áo giảm đam cũng được tùy mọi người thì các bạn chơi phái tăng hay là công gì đấy thì nó nói chung là đồ nha cái thứ hai ở trong cái mà tăng lực chiến đó chính là cái việc uh, các bạn chọn bếp thì cái việc chọn bếp linh hồn mới nó khá là ngon đang thấy không bếp của mình là bếp hai hết này bạn thấy không cái việc chọn bếp này nó sẽ rất là ngon nó sẽ đi theo các bạn cái việc mà các bạn uh, kiếm đồ nữa. Đây các bạn con bé trong giả sử con bé của mình này có hiệu ứng thêm này. Tăng khả năng tăng đam xét mạnh lên 10% và tăng năm quái lên 6% nha. Đây thì cái phần đồng này tăng khả năm thu, thu độc đồng từ đi săn. Đây bạn chọn lựa những con bet cho mình thì ưu tiên những con bet nào có uh, có cái việc mà uh, tỷ lệ rớt đồ cho mình trước nha. Đây các bạn ưu tiên những cái tỷ lệ đất đồ trước cho mình giống như con ngộ không này hình như con không có tỷ lệ đất đồ này thì bạn ép thêm cái đất đồ nữa là sáu phần trăm cho mình nha để chúng ta làm gì các bạn cần nhất ở level thấp chúng ta cần nhất là rớt đồ để chúng ta có nguyên liệu để chúng ta ướp lực chiến nha thì cái phần đầu tiên quan trọng nhất là 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 rớt đồ chứ anh em đừng có tập trung có nhiều bạn có nhiều bạn thì tập trung khai thác làm cái gì mình chúng ta cần úp được chiến các bạn cần càng nhớ kỹ là các bạn càng lên cao thì cái việc cạnh tranh nó sẽ ít đi khá là nhiều tại vì đa số bây giờ ai cũng lên 40 xong mà treo đào 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 nha nên mình phải suy nghĩ tầm xa tí xíu là mình bỏ một ngày 12 tiếng ra mình đào 12 tiếng còn lại đúp level nha thì như vậy nó sẽ tối ưu hơn cho mọi người là là mình nói về rồi ok nha kho báo thì anh em cứ uh, uh, chúng ta chọn những cây này này những cái cây mà chúng ta tăng tốc độ thời gian khác là chúng ta để lại nha nói chung cái nào cần xài chúng ta để lại còn cái nào các bạn không xài các bạn vào dung hợp cho mình thì vào dung hợp các bạn vào đây này vào túi này vào cái linh hồn nha thì có một bạn comment hỏi là anh ơi cái tập hóa ở đâu thì bây giờ mình trả lời cho bạn luôn này là các bạn mua vé mua mua cái vé hai cái vé vào rộng túi xong mới các bạn vào túi của mình này các bạn vào đây các bạn bấm bấm xài cho mình thì nó mới mở rộng túi cho mọi người nha thì mình trả lời những câu hỏi của các bạn luôn tiếp tục mình nói tiếp là cái phần linh hồn thì linh hồn các bạn vào đây cho mình này, các bạn bấm vào nha, các bạn bấm dung hợp kho báo thì những thứ các bạn không xài ấy, thì trước khi các bạn dung hợp, thì các bạn bỏ bỏ vô sách cổ cho mình cái sách cổ cũng là một cái này để tăng tiến sức mạnh khá là ngon đây các bạn vào đây, các bạn cứ mà cái nào không xài, ấy, các bạn cứ ném vào, ném vô cho mình nha, thì nó sẽ cộng cho bạn những thuộc tính này nha, thấy không? thì ở trong đây mình đã nói rồi các bạn ưu tiên cho mình đâm quái trước nha bạn ưu tiên cho mình đánh quái trước xong rồi ưu tiên cho mình về tấn công thêm những cái khác nữa nha đây không thôi bạn sẽ chỉnh vào đây này HB này cần gì này các bạn chỉnh vô cho mình nha toàn bộ đồ một này bạn thấy không HB này đồ một cần này cộng 6 này anh em thấy không nó lên cũng rất là dễ nha cái đồ một này các bạn có này các bạn nếu mà chịu chi ấy các bạn có thể đồ một có này chúng nó up lên cộng 6 luôn nếu các bạn chịu chi nha nếu là mình thì mình cũng sẽ chịu chi luôn có nghĩa là có nghĩa là nhiều bạn đào đào khoáng ấy họ được 100 cái thép uh, một ngày đi tầm 500 k gì các kiểu đi thì các bạn sẽ đút ra hết nhưng mà là mình là mình nếu là mình đi thì mình sẽ chích lại 50 phần trăm để mình đầu tư lại có nghĩa là mình sẽ đầu tư dài lâu nhiều bạn bây giờ nói là cái đồng ra, đồng ra hiện tại cái đồng Winifit nó lên 10 đô rồi mọi người nó lên giá 10 đô nó kéo cái đồng ra xuống nha Nhưng mà tương lai ấy thì sẽ có nhiều người uh, tương lai mình nghĩ game này sẽ khá là hay tại vì game này theo mình rất là hay luôn nha tương lai khá là ngon nên anh em cứ cày đường dài thôi nha tùy mọi người nè tùy mọi người quyết định nha nè tùy mọi người thôi còn cái uh, mình muốn là uh, anh em cày đường dài Rồi tiếp tục cái ướp lực chiến cho anh em nữa ở đây đó chính là kỹ năng thì mình đã nói trong rất nhiều kỹ năng rồi anh em này nên uh, nên chỉnh những kỹ năng giả sử như các bạn thấy này khi cái kỹ năng này này hiệu ứng khi đánh chúng áp chế thì các bạn đánh đánh chiêu tiếp tiếp theo này khi đang bị áp chế tăng rất mạnh và đam lên 65 phần trăm bạn thấy không thì ở đây mình chỉ các bạn khá là nhiều các bạn nên sắp xếp những kỹ năng là giả sử quýnh chiêu này trước là sẽ có hiệu ứng đó thì bạn quýnh chiêu sau các bạn sẽ đam mạnh hơn thì mình đã chỉ rồi thì kỹ năng cũng là một cách thì cái kỹ năng ấy thì mình đã xem cũng mình nói chung mình cũng xem youtube Của khá nhiều người Thì có nhiều anh em chỉ là các bạn chạy vòng vòng trong cái động ấy và chúng ta Chạy vòng vòng trong cái động rồi chúng ta Rồi chúng ta kiếm sách Rồi Rồi đánh mấy con boss thì nói chung thì cũng khá hay Nhưng mà theo mình ấy một cách hay nhất Mà ít ai chỉ cho mọi người đó chính là cái này Nha đó chính là mỗi ngày các bạn vào cửa vào cái um, cái cửa hàng này các bạn bấm vào bước lên cho mình các bạn mua cho mình ba ba cái gói hôm nay nha ba gói hôm nay này là bán bằng đồng là lúc đầu nó bán 10 k đồng 20 k đồng thì mỗi gói nó sẽ cho bạn một cái vé triệu hồi ở đây đây mình thấy không thì cái vé triệu hồi này các bạn mở ra được sẽ hên xuôi, được bếp ra biết kíp ngon nha cái này thì mình chưa thấy ai chỉ mọi người nhưng mà cái này là khá là hay luôn nha thì anh em cứ mỗi ngày mới mua cho mình đây thì mình sử dụng này bạn thấy không thì mỗi ngày mình sẽ mua được một cái mình chịu hồi ra hên xui đây được nguyên liệu này một lần nguyên liệu một tới ba hên xui thôi rồi, tiếp theo là mình sẽ chịu hồi tiếp là cái tinh linh Rồi bí quyết kỹ năng đây mỗi ngày mình được chịu hồi một lần nha thì cái này mà chưa ai chỉ bạn nhưng mà mình sẽ chỉ đầu tiên nha khá là ngon giống như việc mở túi đây bí kíp cũng được cái bí kíp nè anh em anh thấy không với lại cái bí kíp đó thì tối các bạn treo máy thì sẽ có nhiều bạn khó không biết treo máy ở đâu thì mình sẽ chỉ giả sử như các bạn lực chiến của bạn uh, thấp level bạn 40 đi thì bạn sẽ treo máy ở đâu các bạn bấm vô đây này bấm vô bản đồ đây các bạn bấm vào bản đồ thế giới khu vực bi đây thì các bạn sẽ lựa các bạn level 40 đi các bạn treo máy ở tầm level 25 hoặc 20 là hợp lý nha thì các bạn có vào mê, mê cung này các bạn chọn tầng 3 các bạn chọn um, khu vực Tràng Tinh, các bạn nên chọn những khu vực mà có boss này là những cái cái đầu lâu này thì khi các bạn giết boss nó tỷ lệ rơi sách kỹ năng nữa. Nha và và nói chung nó sẽ rơi những cái món đồ uh, nguyên liệu nó cũng khá ngon. Thì thường thường mình sẽ cắm trên ở những khu vực này nha mọi người nha. Thì bạn cũng nên cắm trên như này thì các bạn uh, sẽ không thứ nhất là không bị chết. Cái thứ hai là không bị uh, không bị mất kinh nghiệm và cái này mình chia sẻ luôn lên level cao cái kinh nghiệm nó hiếm lắm nên anh em nào đang xét ô tô á, thì bỏ chức năng này giúp mình nha bỏ chức năng tự động quay lại khi hồi sinh nha thì uh, hôm bữa mình mình nói chung mình mình bị ức chế ấy, là mình uh, sắp lên kinh nghiệm luôn mình sắp lên 47 luôn mọi người mình tám mươi phần trăm sau mà mình mình chỉnh chức năng này nè cái gặp thằng trẻ trâu nào á, mình lên nó giết mình lên giết lên giết giết giết, giết, giết mình tụt cái kinh nghiệm luôn mình tụt về không phần trăm luôn các bạn nên mình các bạn nên cẩn thận ở chỗ này đừng có tự động quay lại khi hồi sinh, tại vì cái chức năng ấy có nhiều có nhiều bạn 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 bực hòa bình nó giết bạn chết là bạn mất 5% phần trăm cứ mức như vậy tới khi bạn không một phần trăm nào nha, Nếu các bạn cẩn thận không chỉnh này, thà mình chết ở thành mình không farm được gì chứ mình để đừng để đất kinh nghiệm nha, tại vì cái mục tiêu của mình là phải cố gắng lên level càng nhanh càng tốt, bạn hiểu không? thì mình chia sẻ ở đây các bạn nên bỏ chức năng này nha với lại các bạn farm đỉnh đỉnh huyền bí hay là hình phương ma thuật ấy gặp thằng nào két thì chúng ta nhịn chúng ta bớt bớt cái tôi là ô ô anh mạnh quá anh mạnh quá thôi em chạy nha các bạn cứ nhường họ đi nhá nói chung các bạn nhiều bạn sẽ nói là uh, mình vậy là hèn cái kiểu mình chơi game mình phải làm sao cho người ta nhìn vào để người ta thấy nể giống như mình nhiều khi mình farm uh, ở đây là nhiều anh em rất là thích mình là tại sao mình không bao giờ mình két ít két lắm nhưng mà người nên họ không bao giờ kết bỏ mình hết á. Nói chung bạn phải làm sao để người ta nhìn vô bạn ờ thấy thằng này chơi được thì người ta chơi lại được với bạn. Nha, còn có mấy thằng mà mình chơi được mà mà họ không chơi đẹp lại với mình nữa thì bạn hiểu người đó như thế nào rồi, mình không cần phải nói. Nha, nhưng này game game này game nước ngoài nên nhiều người nước ngoài cũng rất lịch sự nha. Thì mình nói tiếp luôn. Đây bạn thấy không? Mình vừa có kỹ năng úp luôn này. Bốn cuốn này thì mình sẽ ưu tiên úp những cái cái đam thì cái này các bạn kiếm này thì mình sẽ để cái kỹ năng mình chỉ bạn luôn các bạn nên để kỹ năng đánh một hai này ba này ba bốn này cái chiêu này chiêu búp này cái chiêu này chiêu bùa này cái chiêu đánh này hơi mạnh luôn này nha thì các bạn sẽ up chiêu này mình up cái chiêu này lên đi chiêu đánh này hơi mạnh luôn ấy chiêu đánh cũng hơi mạnh luôn chiêu này với chiêu này nè anh em nha chiêu này phi yên chạm này up lên này mấy không khi mình up kỹ năng là bắt đầu binh giáp mình tăng này mấy không thì tiếp theo cái việc mà lên kỹ năng ấy là nó sẽ nằm ở trong cái tháp xâm chiếm thôi nha cái tháp xâm chiếm mình sẽ vô đây cho bạn coi đây thì level 45 ấy thì mình sẽ up được cái tháp lên cấp 6 mình muốn up lên cấp 7 nữa thì mình phải level 50 nha thì cái tháp tinh hoa này cũng cộng thuộc tính cho bạn này bạn còn nhìn này nó cộng cho bạn này giảm thuế này tăng đam chùm này giảm đam thủ lĩnh này bạn thấy không thì gấp càng cao nó sẽ tăng thuộc tính lên cho bạn thấy không nó cũng khá là khá tăng lực chiến cũng khá nhiều bạn thấy không đây thì bạn up lên này các bạn cứ coi trong đây nó cần cái gì đó, thì bạn cứ làm theo giả sử như này bạn thấy không lò rèn này các bạn cần phải lò rèn lên năm này chúng ta bấm vô lò rèn chúng ta coi thì nó sẽ coi kêu là cao cấp nhiệm vụ đồng bằng phíp bờ đây bạn thấy không thì mình phải làm vụ đồng bằng vip bờ nha nhưng mình chưa mình chưa thời gian làm nha tiếp tục uh, tháp chiến thắng này là mình phải vượt uh, qua chùm độc kích 11 lần này ngày mai mình ngày mai mình uh, phục cái nữa là đủ này nha chùm độc kích là ngày mai mình làm cái nữa đủ rồi thì đúp lên thì mình sẽ được uh, cái này thì nó chưa tăng gì cho mình nha nó chưa tăng gì cho mình thì tiếp tục nói chung các bạn mấy cái, cái này nó tăng rất là ngon này tăng lượng xu đồng nhận được các bạn thấy không đền thiên này đền thiên thì hoàn thành mãn thiên hoa vũ mãn thiên hoa vũ là hình như cái nhiệm vụ uh, cái nhiệm vụ bí ẩn này u u u du du căng nha u uh, mãn thiên hoa vũ có vẻ căng đó tính ra cái mãn phiên hoa vũ nó hơi bị căng luôn anh em à tới sáu cuốn anh em à thì hôm nào hôm nào mình sẽ làm vụ cho anh em thì khi mà làm đủ 6 cuốn sẽ được cái con chim sẽ rin rin, ngon ấy con bét này ngon đó, anh em. Nha. Nói chung các bạn phải làm bí ẩn này để lấy những cái nguyên liệu đa số uh, những cái vật phẩm trong đây ấy là nguyên liệu của um, của cái um, sách cổ mà. Nói chung video thì mình tâm mình ngồi chia sẻ với anh em mới hơi hơi dài. Nhưng các bạn nếu muốn kiếm tiền nhiều các bạn đừng có lướt các bạn nên nghe. Nên em chia thật luôn, các bạn các bạn nên nghe, khá là nhiều thì uh, cái nguyên liệu trong đây ấy, thì mình sẽ chỉ các bạn level thấp ấy các bạn sẽ up những nguyên liệu này mình chỉ chỉ luôn level thấp với những nguyên liệu này dễ kiếm lắm các bạn này nguyên liệu này thu thập có này nắm đinh chi này thu thập là có rồi nha thấy không thu thập là có này rất là dễ thì các bạn sẽ tối hôn hóa như thế nào thì các bạn đi thu thập 3 giờ thì thu thập 3 giờ ấy nó sẽ tầm uh, 3 giờ đi thì nó sẽ bắt đầu full cây nhân đôi ép cho bạn thì xong bao giờ các bạn có thể vào cái vào cái nhiệm vụ tự làm để làm cho bạn nha thì các bạn phải canh lực chiến nha đây mình chỉ các bạn này các bạn chọn hết một lần nhiệm vụ này sau đó, bạn bấm tự chơi bạn click vào thì nó sẽ làm hết nhiệm vụ cho mọi người nha tiếp tục việc cướp lực chiến ở đây thì mình sẽ có một cái nữa rất là quan trọng luôn mà ít ai biết nay mình sẽ vô đây cho mọi người đó chính là cái việc các bạn chọn đá quỷ cái đá quỷ ở đây nha cái đá này này thì tùy tùy các phái các bạn lựa chọn ví dụ các bạn bấm như sử dụng đi đây bạn thấy không mình bấm như sử dụng này thì mình mình thông tin của mình mình chọn này tăng đâm quái vật 12 nha tăng đam rít bạn thấy không thì mình sẽ chọn tăng đâm quái vật tại vì sao mình cần farm nhiều bạn thì có bạn có thể chọn bạn có thể chọn tăng đam hoặc là tăng cờ tùy bạn nha thì các bạn sẽ cố gắng chúng ta chúng ta này các bạn lên mà uh, xăm chiếm này bằng xâm chiếm sáu bằng mở độc ô này nha thì khi các bạn bốn viên này này các bạn dung hợp lại thì các bạn sẽ lên được cái một cái hên xui lên được phần trăm lên được viên này thì bốn viên này chúng ta dung hợp lại nữa thì hên xui ra được cái viên uh, màu đỏ nha nói chung cũng hơi chua ấy thì cái uh, cái ngọc này các bạn sẽ đi uh, đá ma thuật thì theo mình thì không cần thiết lắm mình chỉ vô trọng mình đi cái đồng thôi nha mọi người nha thì ở đây mình vô uh, dung hợp này thì xác suất 10% mày thấy không 10% sẽ cơ hội này ra những phiên này thì các bạn vô cái sách cổ của mình uh, những phiên đó mình có chưa có rồi thì thôi nha tiếp theo là mình sẽ nói tiếp về vấn đề nào ta Để mình coi còn cái nào để nói cho mọi người không à, về cái việc uh, sinh lực này nay những cái cuốn này các bạn uh, phải làm nhiệm vụ để có những cái cuốn này nha anh em nha cuốn này thì uh, mình để coi ở đâu có ra. nguồn đỉnh thiên đạo cấp cao thì cái cuốn bốn hơi hơi bị khó luôn anh em à phòng đánh đạo cái cuốn này phải lụm nha anh em hai cuốn này căng cuối tư thì có hai cuốn này thì nói chung bạn làm vụ sẽ có nha anh em nha lên thì bạn thấy không úp lên thì phải có nguyên liệu này bạn thấy không phải tốn nguyên liệu này nguyên liệu thì 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 ở đây mình chỉ các bạn luôn hai nguyên liệu này chắc dễ có rồi còn nguyên liệu này thì mình sẽ chỉ các bạn luôn thì các bạn đi trên này đi trên tối mình trên từ 5 giờ sáng 5 giờ sáng tới 12 giờ trưa ấy là tầm được 5 cái 5 cái này rồi 5 cái này Thứ hai các bạn vô chế tạo thì cái phòng uh, ma thuật ấy đi vô đây này cái phòng uh, chế tạo của cái uh, hình vua ma thuật ấy, các bạn vô đây chế Thì nhiều bạn ấy nhiều bạn sẽ chỉ mình uh, coi nhiều video rồi Thì mình uh, thấy nhiều bạn uh, vô đây chỉ các bạn uh, lấy những cái vật phẩm uh, trong hình vua ma thuật ấy đi chế thép đi chế đồng No cái đó không, không có nên Tại vì các bạn đừng có lấy mấy nó tại vì đồng với thép các bạn farm được nhưng mà cái nguyên liệu các bạn không farm được nó cực kỳ khó ra các bạn nên để để chế nguyên liệu nha chúng ta phải ưu tiên những cái thứ nào khó kiếm nhất chúng ta uh, chế nha thì mình sẽ khuyên các bạn là để cái đó để chế nha thì tiếp theo để mình coi coi a à, còn gon thì nhiều bạn sẽ hỏi mình là uh, chúng ta sẽ farm gon như thế nào thì ở đây mình sẽ chỉ bạn luôn các bạn khi mình chỉ các bạn đi cái phòng bạc với đồng thì các bạn sẽ được cái đồng xu này này cái đồng xu này này thì bạn nghĩ đi khi bạn bán đồng xu này một đồng xu các bạn bán là được 10 10 k đồng thì 100 đồng là được một triệu bạc nên nhiều anh em khá là mua thì chúng ta sẽ uh, farm như thế nào thì các bạn sẽ bấm vào chợ này các bạn bấm vào chợ cho mình nha các bạn bấm vào chợ cho mình này bấm vào chợ chúng ta đăng ký bán hàng đây bạn thấy không mình bán những vật phẩm khá là nhiều thấy không đây mình bán khá là nhiều không may mua hay không thấy không thấy mình thấy mình chịu khó không nói chung là mình chịu khó bán không bán thử thăm dò thử không may mua thì các bạn lên đây đăng ký bán này các bạn chọn ở đây thì các bạn bấm vô cái đồng xu thì ở đây nhiều bạn sẽ không biết cái giá trung bình sao mình sẽ chỉ bạn luôn đơn giá trung bình gần đây là 1.45 có nghĩa là một một đồng xu sẽ trị giá là 1.45 đồng đồng thì bây giờ mình sẽ bán các bạn đừng có treo hết 79 đồng không ai mua đâu các bạn treo lần 30 đồng thôi nha treo lần 30 đồng hoặc là 10 đồng thôi tại vì anh em mua thì không có mua nhiều đâu, mua lần 100k thôi. Thì đơn giá bạn thấy không? Đơn giá 1.45 thì mình treo một một uh, 144 nha. 114 số đấy, phải thấy không? Phải thấy không? Mình treo 10 đồng lên. Thấy không? Mình treo lần 10 đồng thôi nó sẽ bán dễ hơn cho anh em. Đây mình treo 10 đồng thôi này. Mình treo 10 đồng thôi. Giống tùy rồi treo tối đa 10 đồng thì nhập đơn giá đây là 14 đây thấy không y chết mẹ bảy treo vậy chết má ship nữa treo chết luôn em ừ, treo lần ba chục đồng đi Để đơn giá ba chục đồng là 45 45 thì hơi cao 40 40 hơi thấp 43 đây mình treo ba chục đồng giá 43 ai thấy không Treo tiếp 30 đồng nhớ 43 luôn Đấy thấy không Tại vì sao mình không có thiếu đồng Mình đã nói nhiều bạn rồi Mình đã nói nhiều bạn ấy Là mỗi ngày các bạn nên farm phòng đồng thôi Còn có nhiều bạn cứ chui vô phòng kinh nghiệm farm Nói chung các bạn lên kinh nghiệm thì lên cấp lệch chuẩn lên cấp là chuẩn nhưng các bạn phải nghĩ kỹ các bạn đi ra các bạn vừa lên 40 đâu phải mà các bạn farm liền được đâu các bạn một cái địch trăm đúng không có bạn cố gắng chúng ta lên level từ từ chúng ta mạnh lên Rồi chúng ta một địch 10 thôi nha thì nó phải là dễ không sau chúng các bạn có thời gian này giả sử như các bạn phải ngồi mái canh đào mỏ đi chứ các bạn nào cày mấy chục bạc uh, level 40 đi phải ngồi mái suốt ngày phải canh còn bây giờ mình giả sử các bạn cố gắng chúng ta vừa vừa chày này chúng ta giữa được chiến các bạn đâu phải cần canh máy chúng ta dành thời gian làm việc khác và dành thời gian chúng ta tìm hiểu những thứ khác nó sẽ hữu ích hơn cho mọi người nha thấy không giờ mình bạn thấy không mình ngồi nói chuyện với bạn nãy giờ mình đào cái mỏ vàng này không may kết mình luôn bạn thấy không cái việc mà mình nói khá là hay là ở chỗ là các bạn phải cố gắng chúng ta cố gắng kiên trì chúng ta nhịn nhịn kiếm tiền tí xíu hoặc là chúng ta chích năm phần trăm chúng ta đầu tư lại vẹt thì như vậy nó sẽ ok hơn nha nói chung mình nhịn rất là nhiều luôn mình gặp nhiều ông nội mình nhiều ông nội mà cứ chơi game mà cứ đi vô giết nhiều khi mà mình kể bạn nghe đi vô hình phương ma thuật đi đi vô cái phòng mà cái ba bãi quái không may farm có một bình ổng thôi mà mình đã nép qua mình đã nép qua cái phòng sát bên rồi mà ổng chạy qua ổng cũng giết được nhiều nó ông nó thật mình nhiều ông chơi game mình phải nói là trẻ đúng trẻ trâu luôn ấy lịch sử tí xíu đi nhiều khi ba mãi mà mình ổng ổng đi ổng ổng giết mình được nhiều khi mình khó hiểu mình cực kỳ khó hiểu luôn mọi người nha nói như mấy người mà cái này mà chia sẻ thật luôn ấy cái bạn sống mà các bạn tư suy nghĩ các bạn thoáng ấy các bạn mới giàu được chứ mà nhiều khi bạn suy nghĩ như vậy thì làm sao các bạn chia sẻ cho người khác thì người khác tất nhiên làm giống như mình đi mình là chuyên về game mình giỏi về game thì mình chia sẻ cho mọi người thì mọi người nếu mà quý mình thì đôi khi người ta chia sẻ những cái khác người ta biết giả sử người ta biết về kinh doanh hay đất đai Hay nhiều cái người ta chia sẻ là mình đó mới mình mới gọi là mình giúp đỡ, đỡ nhau mọi người hiểu không chứ nhiều bạn cứ suy nghĩ là, một mình tao biết hết một mình tao mà uh, vậy, vậy vậy thì làm sao các bạn mà đi ra được cái cái thị trường rộng lớn được nha mình chỉ tiếp mọi người là hôm bữa mình chỉ các bạn mở túi rồi thì nói chung thì các bạn nhớ mua gói bước lên nha nay thì bây giờ mình có nhiều nhiệm vụ đây mình sẽ chỉ các bạn một cái luôn đeo đôi dài này giả sử cái vũ khí này bạn bấm xích cổ nha bạn lụm được đồ ấy bạn lụm được đồ bạn có biết là cái độ nên bán hay không thì mình sẽ chỉ các bạn luôn bạn bấm vào đây này các bạn coi này xích cổ này các bạn nên lựa những cái này up bậc 8 thì thôi thua bỏ quá 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 quá, quá, quá mất tiền thì bán cái này luôn nha không có cần phải nói thì bây giờ mình sẽ nói tới với cây này nữa bạn mọi lần các bạn muốn bán cái gì đó, các bạn có coi có cần hay không bạn bấm vào cái khí bấm vào sách cổ thấy không kéo khí này cần này tăng thần công choáng này nha tăng thần công hạ gục này cái hạ gục này cũng quan trọng lắm này nha chính xác này cũng cần này nha thì chúng ta cường hóa chúng ta bấm vô tự động cường hóa này chỉnh mức lên năm này nhiều bạn sẽ bảo là mình làm vậy bởi vì mày thấy không tốn đồng khá là nhiều cũng như tốn mắt ám mày thấy không sau mình vô kim phí này mình bấm vào đăng ký này tăng thành công à, cục tăng thành công hệ à, rụt này thấy không mình đã cộng năm khá là nhiều cộng bốn khá là nhiều mày thấy không nha nói chung mình cũng bỏ vào đây khá là nhiều luôn ấy đây thì mình sẽ bắt đầu búp vô cái đó luôn Estate vật lý này búp vô luôn đây thì các bạn coi tiếp cây tiếp theo. Cây tiếp theo đường tường mấy cây cộng 2 á, mấy cây mà bậc 2 ấy là nó kêu bạn cộng 6 không mà đây, chua lắm. Đây nó kêu bạn cộng 6 không mà. Đây. Thì nếu mà các bạn dưng chơi thì bạn chơi luôn. Đây. Nếu mà cộng 6 hai cái quất luôn, sợ gì? Đấy. Chú không? tốn hơi nhiều luôn mỗi lần mình cộng thấy không tốn 10 k ám thấy không mất luôn má mất dạy luôn mất cây mình luôn má tốn 10 k hát ám mất cây luôn nha nói chung cũng hơi chua bạn thấy không cái việc mà mình bỏ vào lại cái cái đầu tư à cái nó cũng khá là nhiều cũng khá là tốn kém thì cái này tùy mỗi người thôi thì theo mình thì muốn mạnh muốn muốn mà cày tiền nhiều thì cái việc mà chúng ta phải mạnh nên cái việc mình bỏ vào lại ấy, là theo mình là hợp lý đây thì mình bắt đầu cuồng cuồng hóa cây đi cây này nãy mình cần này tăng thầm công gây choáng này mình bỏ vào đây mình cùng hóa lên bốn đây lụm vô lụm vô cái này đây đó hay không xong rồi tới cái áo này cái áo này shop đi mấy cái này thì chịu rồi bạn ơi nói chung các bạn đồ bậc một ấy là nó sẽ lên lên cao còn đồ 4 đồ ấy, khó lắm chua lắm nếm đi bạn em ơi đây tới cái quần này cái quần như cũng thấp thấp ấy đây có cái quần này thấy không cái quần này sẽ được uh, cho bạn death lý này ngon này đó lụm tiền lên cường 5 liền thấy không nó cách đặt ướp được chiến như vậy đấy nó tốn kém rất là nhiều mày thấy không đây thấy không lực lên chiến mày thấy không lên chiến của mình này mày thấy không nó tốn rất là nhiều nha. Nhưng mà mình mình đã nói rồi, mình theo, theo cái đường xa của mình rất là lợi là các bạn dành một ngày 10, 12 tiếng để chúng ta đào khoáng Còn 12 tiếng lại ấp lực chiến nha. Đây cường hóa tiếp đôi dài này, cộng 5 này tự cường hóa lên 5. Đây nói chung các bạn nên lựa những đồ cộng 5 trước rồi chúng ta xài thì nó sẽ không bị mít cho anh em nha đừng có lên 6 trước sau lên 6 tốn kém nó cứ mà búp búp hết uh, 4 uh, năm mấy bốn năm là búp hết cho mình luôn nha 4 năm búp hết đi anh em rồi tính gì tính nha đây còn nào không cái quần đâu cái quần 6 thì nó phức luôn đi nói chung đừng có chơi đồ 6 nha chơi tốn quá rồi à. nha anh em chơi đồ 4 năm thôi đồ 6 phức luôn mình nói chung uh, phức luôn đi má đồ 6 nhìn cũng ngon quá luôn đó, trời nhìn HP 300 này cũng má nhìn cũng thèm chảy nước miếng luôn thôi nói chung lấy HP 300 đi má nhìn cũng thèm chảy nước miếng luôn kệ đi nói chung chơi năm sáu cũng được má mong mong mà đừng xịt má xịt là chết mẹ luôn má đừng xịt đừng đừng má xịt nữa rồi má cái số mình xui ở từ ở bên võ lâm mà xui qua tới đây luôn mà thấy nãy giờ mình cùng hóa không? mình tốn cũng năm chục thép rồi phải không nói chung cũng mà bằng phân nửa cái ngày cầy bạn rồi nha nói chung mình cũng bỏ, bỏ vào đây cũng uh, cũng ok đấy thì tùy mỗi người thôi nha này cái những này bán thôi đây mình nói chuyện các bạn nãy giờ đào bạn thấy ông đào mỏ vàng mà nãy giờ không may ghét luôn ngon lành thấy không một cái mỏ vàng của mình là bằng cái uh, bằng bốn cái mỏ của bạn đào đúng không bốn mặt bạn nào ấy một lần mình đào bỏ bằng bốn mẻ bạn đào nha thấy không mình cường hóa này nha còn xác định xác định thuộc tính này thì mình chia sẻ với bạn luôn đây thì các bạn uh, bấm vào phù phép này các bạn sẽ chọn những cái uh, những cái thuộc tính thì tùy mọi người tự động mê hoặc thì bấm vào đây nó sẽ chỉnh các bạn đây các bạn chỉnh bật s này hoặc bật tím gì nó dừng lại tự động thôi nhưng mà đừng có nên chơi tự động tốn kém lắm nha các bạn cứ một ngày các bạn cứ tự phù phép những cái đồ các bạn cần đi mà các bạn cũng đừng có nên phù nha tại vì phù á, nó lên đồ một mới ấy, nó cũng mất các bạn à, nha khỏi phù đi phù tốn kém nó lừa tình mọi người không mà phù cái coi phù mỗi mỗi lần mỗi ngày phù để lấy nhiệm vụ nhà mọi người đây cũng tăng lực chiến cho mọi người này thì cường hóa đồ xanh này bạn thấy không một lần cường hóa này thì bạn thấy không nó mất 8 cho thấy bắt ám nhưng mà nó lên cho bạn một lần ấy nó lên cho bạn là là 200 lực chiến bạn thấy không? Lực chiến ghê không? Là nếu một món đồ bạn lên cộng 5 nó sẽ tăng cho bạn 1k. 10 món đồ lên cho bạn 10k lực chiến rồi bạn thấy kinh không? 10k lực chiến. Là về nói nói về đồ nha. Đây 3 6 8 món nè 8 món nhưng cho 1k là 8k lực chiến thôi. Thì còn uh, bây giờ các bạn chuyển từ đồ xanh đi mà qua cái đồ uh, xanh dương đi thì nó sẽ lên cho bạn lực chiến bao nhiêu thì mình uh, sẵn đó mình chia sẻ với mọi người luôn. Đây mình vô cái chế tạo đi Một cái đồ cây kiếm xanh này lực chiến nó là bao nhiêu Lực chiến nó là 1k1 Đúng không lực chiến nó là 1k1 kiếm xanh Nha còn bây giờ mình sẽ lên cây kiếm này Cây kiếm này nó sẽ là 2k1 Thì khi các bạn đổi xích đồ xanh nó sẽ lên cho bạn 8k lực chiến của đồ xanh nữa Nha cũng hơi căng quá 8k 8k là 16k nha thì uh, lực chiến thì bạn thấy rồi mình nó hướng dẫn các bạn cũng nhiều rồi bạn thấy không rồi bây giờ mình chế tạo đủ này anh em thấy không nhưng mà mình đang uh, mình đang đợi nha nói chung mình đang đợi khá là nhiều mấy cái đồ này khó kiếm anh em bạn thấy không cái áo áo với quần thì dễ kiếm đồ mấy cái phòng cổ những đồ khó kiếm cực kỳ anh em à khó kiếm lắm nè à. mấy nguyên liệu này khó kiếm cực kỳ luôn ấy nha chế tạo đỉnh, đỉnh Huyền Bí. Đi đỉnh Huyền Bí này bị mấy thằng kia nó giết hoài luôn, đó. mình sợ đỉnh Huyền Bí này luôn á. Mấy thằng trẻ trâu trong đây mà đôi khi mình sợ nó luôn, tụi nó giết, nó giết hoài mình không lên PK được nhiều khi nó hay. Nha. À, à mình sẵn luôn, mình uh, chỉ các bạn luôn thì có nhiều bạn đỉnh Huyền Bí ấy thì sẽ có xu cổ đúng không? Cái xu cổ đây, mình sẽ vô chỉ luôn. Thì có nhiều bạn đi vô đây bạn mua tàu lao này, đây cái cửa hàng. Cái cửa hàng đây, bạn thấy cái xu không? cái xu này cái dòng xu này chúng ta pha một su cổ này thì xu cổ này chúng ta sẽ làm gì nha su cổ này các bạn sẽ làm gì thì theo mình cái xu cổ này mình đang nghiên cứu khá là kỹ cũng như khá là chuyên nghiệp luôn thì cái xu cũ này không có nên mua bất cứ thứ gì ngoài cái hộp này cho mình rương phật báo linh hồn phong ứng anh hùng nha thì cái gương này ấy nó sẽ có uh, sẽ có xác sức mở ra được ham ba bảo báo linh hồn khủng nha khi bạn mở được khám ba cái này thì khủng rồi thì thôi ạc à, bạn là có giá trị uh, chắc mấy chục triệu luôn ơi nha cái gương này nha gương ngọc thì nói chung không cần mình chỉ cần gương uh, bảo bối linh hồn thôi nha bảo bối thôi nha còn cái hộp đá cường hóa này mở ra được uh, đá cường hóa này đá Thần Tội xác suất thấp cục đá cường hóa phong bấn huyền thoại thì bây giờ mình chưa có lên đồ mình mở hộp này ra làm chi nha còn mình theo mình là mở cái này ngon nhất này gương phật táo linh hồn phong bấn này heo mất tiền nhất trong đây luôn nha mất tiền nhất trong đây luôn thì cái gương này ở dưới này gỡ phong bấn nhận được 113 sách kỹ năng hiếm má cái này nó hôm bữa nó lừa tình mình anh em gỡ phong bấn nó nhận một trong 113 sách kỹ năng hiếm hôm bữa nó lừa tình mình này nè mình mua hết 12 k thép mình đọc bình tưởng 13 sách mình tốn 120 k thép mình mua ngay chỗ cái ông kia ấy. Thì cái hộp này 4.000 cũng vẫn được, giám định thư. Đây. Xác suất thấp. Y xác suất thấp nhận được hộp đá cường hóa phong ứng khủng. Phong ứng khủng. Gương máu phục phong ứng khủng. Phong ứng anh hùng. Ê, có nằm, có nạn anh em hay là mình mua cái cái, cái gương này xong rồi mình mình mua gương này này xác suất đây có khi nào mình mua cái gương này không không được mua gương này có xác suất được cái khủng thôi anh em mà chứ không được nha nói chung là để tiền mua gương này luôn anh em mình tập kỹ rồi mình để 45 ca su thôi nha thì chắc chơi tầm 3 tháng chắc đủ 45 ca su anh em chứ không lâu đâu nha có 3 tháng thôi à bốn 50 xu mua cuốn này nha, cố lên anh em. Đừng có mua gì hết ngoài cuốn này nha anh em. Thì nãy giờ mình cũng chia sẻ với anh em hơi bị nhiều luôn rồi nha. Thì các bạn cần mình hướng dẫn vấn đề nào các bạn cứ comment bên dưới thì mình sẽ chia sẻ những gì mình biết để cho anh em có kinh nghiệm cày một cách ok nhất nha. Nói chung thì nếu các bạn thấy video mình hay, hết các bạn đừng quên like và đăng kinh kênh ủng hộ cho mình nha. Và một lần nữa mình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.